Hai anh em, mình vừa nhận được một cái thông tin cực kỳ vui, đó là các nhà mạng sẽ tăng gấp đôi băng thông, cụ thể là từ ngày 1 tháng 6 này. Các quan tiếp theo sẽ được tăng gấp 2 băng thông tất cả các gói mạng và không tăng giá anh em đang dùng nhé. Vẫn giữ nguyên giá tiền như cũ, quá ngon luôn. Bên cạnh đó FPT, VNPT cũng sẽ tăng băng thông nhé. Thông tin chính thức của Viettel cho biết là từ ngày 1 tháng 6 thì họ sẽ tăng gấp đôi băng thông cho tất cả các gói Internet cấp qua mà vẫn giữ nguyên giá cước, gồm các gói từ Net 2 tới Net 7 và các gói Fax mà Viettel đang cung cấp hiện nay. Ví dụ anh em đang dùng gói Net 3 tốc độ là 25 Mbps/s thì sẽ được nâng lên gấp đôi thành 50 Mbps/s mà vẫn giữ nguyên giá tiền là 350 một tháng. Để chắc ăn thì anh em cứ gọi tổng đài 1800 8119 để hỏi nhân viên Viettel để xác nhận thông tin này. Mình tham khảo trên mạng thì có khá là nhiều anh em đã được nâng cấp rồi. Đó thì anh em có thể vào speed test để kiểm tra. Đây, điện thoại thì anh em phải cài ứng dụng speed test nhé. Trên máy tính thì chúng ta mở trình duyệt lên vào kiểm tra thôi. Đây, tốc độ download của mình đang là 26 và upload là 27. Nói chung là cứ tầm trên 20 thì anh em livestream game mầm, livestream game thoải mái, không bị giật, không bị lag. Trên máy tính thì anh em mở trình duyệt vào speed test, search speed test và check thôi. Cái này hiện tại là mình chưa nâng cấp. Nếu mà anh em kiểm tra mà chưa thấy nâng cấp thì một là anh em reset lại modem, hoặc là rút dây modem ra, đợi khoảng mấy phút rồi cắm lại, xong rồi đo speed test lại xem tốc độ băng thông của mình gấp đôi chưa. Nếu mà của mình mà gấp đôi ấy, thì sẽ chỗ này sẽ là 50 này, đang là 26, nhưng mà đo thì được khoảng 50, gấp đôi. FPT với cả VNPT cũng đã nâng cấp lên rồi nhá, và một số bạn cũng đã kiểm tra speed test cũng thấy được nâng lên rồi. Mình thì chắc là 11 tháng 6 mới được nâng lên. Ai chưa thấy thì tắt bật lại modem nhá. Quá ngon luôn. Với tốc độ băng thông tăng gấp đôi như này, anh em thoải mái xem phim không bị giật, hay là chơi game livestream gì đấy không bị giật. Anh em mở speed test ra check thử xem nhà mạng của mình đã được nâng cấp băng thông chưa. Anh em nào đã được nâng cấp băng thông thì comment bên dưới để mình biết nhá. Và anh em đang dùng gói mạng nào, chia sẻ với mọi người để cùng tham khảo nhá. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là trong video này mình đã thông báo một tin rất là hot, cực kỳ hot luôn. Các nhà mạng đã tăng gấp đôi băng thông. Chú ý là Viettel là từ 11 tháng 6 nha anh em. Anh em nào mà chưa có thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Các bạn thấy video ích, like, share, subscribe đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye.